Hi, xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coin68 TV. Và trong video ngày hôm nay thì như thường lệ, Irene sẽ điểm qua những tin tức về crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa rồi để anh em có thể nắm được những tình hình mới nhất về thị trường crypto và blockchain nhé. Ok, và trước khi vào với video ngày hôm nay thì Irene xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là sàn giao dịch Bitfinex. Từ năm 2012 thì sàn Bitfinex đã trở thành nền tảng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, chiếm hơn 10% giao dịch Bitcoin trên toàn cầu. Bên cạnh đó thì Bitfinex cũng nổi bật là một trong số những sàn giao dịch uy tín và có độ minh bạch rất là cao. Đặc biệt là sàn đã công bố ví công khai ở trên GitHub tại địa chỉ như sau. Theo CoinMarketCap thì Bitfinex hiện tại đang sở hữu số lượng tài sản cực kỳ lớn lên đến hơn 12 tỷ đô. Trong đó thì bao gồm hơn 200.000 Bitcoin và gần 400.000 Ethereum cùng hàng loạt các token có tính thanh khoản cao. Từ đó thì cũng có thể chứng minh là Bitfinex sở hữu một sức mạnh tài chính cực kỳ lớn. Bên cạnh đó thì sàn giao dịch này cũng đang phát triển một thư viện mã nguồn mở nội bộ có tên là Antani và triển khai web UI để chứng minh bằng chứng tài sản dự trữ ở trên toàn sàn giao dịch. Ngoài ra thì Bitfinex cũng có mối liên hệ chặt chẽ với Tether, stablecoin có vốn hóa lớn nhất thị trường ở thời điểm hiện tại. Mọi thông tin thì cũng sẽ luôn được minh bạch ở trên trang web Transparency để tất cả mọi người thì có thể truy cập và theo dõi. Với những cam kết tận tâm và sự uy tín đáng ghi nhận như vậy thì Bitfinex không chỉ là một nền tảng giao dịch mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong thị trường crypto. Hiện nay thì sàn đã có hỗ trợ tiếng Việt và ưu đãi miễn phí 6% phí giao dịch cũng như là rất nhiều chương trình sự kiện hấp dẫn dành cho thị trường Việt Nam. Irene thì sẽ để đường link đăng ký cho anh em cũng như là các link cộng đồng của Bitfinex ở bên dưới phần mô tả cũng như là bình luận anh em nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên trong ngày hôm nay đó chính là MicroStrategy tiếp tục mua thêm tới 593 triệu đô la Bitcoin, nhưng Bitcoin thì đã lập tức điều chỉnh. Theo thông báo đăng tải vào tối ngày 30 tháng 11 vừa qua thì công ty MicroStrategy của tỷ phú Michael Saylor đã thực hiện giao dịch mua Bitcoin với giá trị lên đến nửa tỷ đô. Cụ thể thì MicroStrategy đã chi tới 593,3 triệu đô la Mỹ để mua thêm 16.130 Bitcoin ở mức giá trung bình là 36.785 đô. Như vậy thì MicroStrategy đã nâng tổng số lượng Bitcoin đang nắm giữ lên mức là 174.530 Bitcoin với mức giá mua trung bình ở khoảng 30.000 đô trên một Bitcoin, tương đương với chi phí bỏ ra là 5,28 tỷ đô. Với hành động mua Bitcoin mới nhất thì giá trị danh mục đầu tư của công ty đã trào dâng lên mức là 5,99 tỷ đô, đem về cho MicroStrategy lợi nhuận lên tới hơn 1,2 tỷ đô, đồng nghĩa với khoản lời 26,5%. Nhìn lại lịch sử thì khi mà thị trường tiền mã hóa chạm đáy vào tháng 12 năm 2022 thì MicroStrategy đã lỗ lên đến 45% khoản đầu tư Bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty đã luôn kiên trì không bán và thậm chí là tiếp tục kiên trì DCA vào năm 2023 vào lần lượt là tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 9 và gần nhất là tháng 11 vừa rồi. Trái ngược với phản ứng tích cực của Bitcoin trong lần mua gần nhất thì giá của Bitcoin sau khi MicroStrategy mua đã thể hiện sự tiêu cực khi mà giảm nhẹ từ 37.900 về 37.500, tương đương với mức điều chỉnh khoảng 1% giá trị. Tin tức thứ hai đó chính là số Bitcoin đang có lời đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Số Bitcoin hiện đang có lợi nhuận đạt hơn 16,3 triệu Bitcoin, tương đương với khoảng 83,6% tổng cung lưu hành. Đây là mức cao nhất kể từ khi Bitcoin lập đỉnh mọi thời đại là 69.000 đô vào tháng 11 năm 2021. Tổng hợp từ Glassnode thì cũng cho ra số tương tự. Nhờ vào Bitcoin lập đỉnh mới của năm 2023 tại vùng giá 38.000 đô vào tuần trước thì đã có hơn 83% nguồn cung Bitcoin chuyển sang trạng thái có lời. Tuy nhiên, công ty phân tích thì cũng nói thêm rằng biên độ lợi nhuận chưa thực hiện thì vẫn còn khiêm tốn và vẫn chưa đủ để các nhà đầu tư dài hạn thoái vốn. Nguồn cung Bitcoin thì vẫn đang có lời. Các nhà phân tích của Bitfinex thì cho biết tỷ lệ Bitcoin đang có lãi thì cao hơn đáng kể so với mức trung bình là 74%, cho thấy là thị trường đang tương đối mạnh mẽ khi mà phần lớn những người nắm giữ Bitcoin đều chứng kiến lợi nhuận tích cực từ khoản đầu tư của họ. Theo dữ liệu từ The Block thì cũng thể hiện sức mạnh của thị trường Bitcoin. Trong 3 ngày của tuần trước thì đường trung bình cộng 7 ngày của tổng phí giao dịch trên mạng lưới Ethereum và Bitcoin thì lần đầu tiên đổi chiều theo hướng có lợi cho Bitcoin kể từ tháng 11 năm 2020. Nhóm researcher của Bitfinex thì bóc tách dữ liệu như sau. Khoảng 70% tổng cung Bitcoin lưu hành thì đã án binh bất động trong năm qua, đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử. Từ đó thì tạo ra áp lực tăng giá khi mà nhu cầu thì ngày càng tăng, nhưng nguồn cung thì hạn chế.
Báo cáo thì cũng phản ánh sự khác biệt trong hành vi giữa động lực hiện tại của những người đang nắm giữ Bitcoin lâu dài và những gì được quan sát trong các chu kỳ trước đó. Ở thời điểm hiện tại thì ít người nắm giữ lâu dài bán ra hay là chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt để tiêu tiền, làm giảm sự dao động của nguồn cung từ nhóm này. Cũng có thể là mức độ lợi nhuận chưa được thực hiện ở các nhà đầu tư đang nắm giữ cho đến nay vẫn chưa đủ để thúc đẩy cho họ có thể cash out. Để kết luận thì các nhà phân tích của Bitfinex cho rằng thị trường đang ở trong giai đoạn đầu của bull market. Hiện tại thì Bitcoin vẫn đang được giao dịch quanh mốc là 37.000 cho đến 37.500, điều chỉnh nhẹ sau khi âm thầm vượt ngưỡng 38.400 vào ngày 24 tháng 11 vừa rồi. Thông tin tiếp theo là hacker Kyberswap ra yêu sách đòi quyền kiểm soát toàn bộ dự án. Vào tối ngày 30 tháng 11 vừa rồi thì cộng đồng tiền mã hóa lại được fan xôn xao với thông tin mới liên quan đến drama của hacker Kyberswap và phía đội ngũ điều hành của dự án vì những lời đề nghị thương thuyết đầy tính ngông cuồng. Tường thuật lại diễn biến của sự việc cụ thể như sau. Khi mà đã hoàn tất thực hiện tấn công thông qua hình thức flash loan gây ra thiệt hại lên đến 47 triệu đô cho sàn DEX Kyberswap vào ngày 23 tháng 11 thì đội ngũ điều hành đã hứa sẽ thưởng bớt bounty lên đến 10% nếu như hacker có nhạ ý hoàn trả lại tiền. Thế nhưng khi mà đã quá thời hạn hoàn trả thì phía Kyber tiếp tục gây áp lực khi mà dọa liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật và an ninh mạng để báo cáo về sự việc và tiến hành truy vết kẻ tấn công. Đến ngày 29 tháng 11 thì hacker đã có thông điệp phản hồi cho phía Kyber Network nhưng chưa chính thức đưa ra quyết định về vụ việc. Dự kiến thì sẽ đưa ra lời đề nghị mong muốn vào ngày 30 tháng 11 theo giờ UTC. Và đúng như đã hẹn, vào tối ngày 30 tháng 11 thì hacker đã chính thức đưa đề nghị thương thuyết của mình. Nhưng nội dung trong đó đưa ra thì có rất nhiều yêu cầu bất ngờ. Đáng chú ý nhất trong đó là đòi quyền kiểm soát toàn bộ Kyber Network. Nội dung thông điệp đề nghị thương thuyết của Kyber gửi cho phía ban điều hành dự án. Cụ thể là những yêu cầu của hacker Kyberswap như sau. Đầu tiên là hoàn toàn kiểm soát điều hành đối với Kyber Network. Kế đến là quyền tạm thời đối với Kyber DAO để thực hiện tất cả các thay đổi quản trị. Kế đến thì hacker yêu cầu tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đến cơ cấu và việc hình thành cũng như là các hoạt động của công ty. Đồng thời thì hacker cũng yêu cầu ban điều hành giao nộp toàn bộ tài sản on-chain và off-chain của Kyber. Nếu như phía Kyber Network đáp ứng được những yêu cầu trên thì đổi lại, hacker sẽ trao lại những ưu đãi như sau. Công ty sẽ được mua lại với một mức định giá hợp lý. Toàn bộ nhân viên thì sẽ được hưởng lương tăng gấp đôi hiện tại. Những nhân viên không muốn ở lại làm việc thì sẽ được hưởng 12 tháng lương nghỉ việc với phúc lợi đầy đủ kèm hỗ trợ tìm việc mới. Dưới sự quản lý của hacker thì Kyber sẽ trải qua một cuộc lột xác hoàn toàn mới và Kyber thì sẽ không còn là một sàn DEX phổ biến thứ 7 nữa mà thay vào đó sẽ là một dự án hoàn toàn mới. Bên cạnh đó thì các nhà cung cấp thanh khoản hay là các LP thì cũng sẽ được hoàn trả 50% cho hoạt động tạo lập thị trường gần đây. Và hạn chót của hiệp ước Kyber mà hacker đưa ra để đội ngũ dự án đáp ứng là trước ngày 10 tháng 12. Sau thời hạn thì thỏa thuận trên sẽ bị hủy bỏ, toàn bộ số tiền từ vụ tấn công thì sẽ hiển nhiên nằm im trong túi của hacker, đồng nghĩa với việc là đội ngũ của Kyber Network không nhận được đồng nào. Kết thư thì người này còn tự nhận là giám đốc Kyber như để tiếp tục trêu ngươi dự án. Ngay sau tối hậu thư từ phía hacker thì CEO của Kyber Network là ông Victor Trần cũng đã phản pháo với tuyên bố không ai quan tâm đến người dùng Kyber nhiều như đội ngũ hiện tại. Đồng thời đưa ra lời hẹn tới ngày 1 tháng 12 sẽ có phản hồi cho thông điệp của hacker. Có thể thấy thì đây được xem như là một trong những vụ hack phức tạp và sử dụng mánh khóe tinh vi nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Vào thời điểm thực hiện vụ hack thì kẻ tấn công đã từng gieo rắc hy vọng khi mà để lại lời nhắn sẵn sàng thương lượng khi mà nghỉ ngơi đầy đủ. Xong đến nay, càng thỏa thuận thì càng thất vọng nhiều. Phía hacker vẫn chưa có động thái hợp tác với dự án vì cho rằng không thích giọng điệu đe dọa đòi tiền của đội ngũ điều hành. Đơn vị bảo hiểm DeFi Sherlock thì cũng chia sẻ sự cảm thông với Kyber Network và nêu bật sự khắc nghiệt cũng như là khó khăn trong việc tìm ra các lỗ hổng trên. Tuy nhiên, cũng trong thông báo của mình thì Sherlock cho biết Kyber không đăng ký chương trình bảo hiểm, do đó dẫn đến việc không nhận được bồi thường sau khi có sự cố lần này. Đơn vị này thì cũng đính chính rằng có khoản bù thiệt hại thì cũng rất nhỏ so với con số 54,7 triệu đô thiệt hại hiện tại. Giá của token KNC hiện tại thì đang giao dịch quanh mức là 0.72 đô. Tổng thể thì không quá biến động với tin tức mới nhất liên quan đến drama hack lần này. Và tin tức cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là Axie Infinity hợp tác với Grab Philippines để tặng điểm thưởng cho người dùng. Vào ngày 24 tháng 11 thì Axie Infinity ra mắt cửa hàng hóa Merch Store bán các sản phẩm như là nón, áo, phụ kiện và thú nhồi bông có in logo của dự án cũng như là các nhân vật Axie. Ngoài Merch do đội ngũ sản xuất thì người dùng sở hữu NFT của Axie cũng có thể tự sản xuất và đăng bán hàng hóa ở trên cửa hàng với 100% doanh thu thuộc về nhà sáng tạo.
Cùng lúc đó thì dự án thông báo hợp tác với ứng dụng đặt xe Grab chi nhánh Philippines để tặng điểm thưởng và nhiều ưu đãi dành cho người dùng. Người dùng của ứng dụng Grab thì có thể truy cập vào cửa hàng Merch của Axie trực tiếp từ giao diện Grab và nhận một số mã code giảm giá để mua hàng hóa trong cửa hàng. Cú bắt tay này thì có thể giúp mang lại một lượng lớn người dùng mới cho Axie, tăng nhận diện và độ phủ sóng thương hiệu của Axie nhờ vào mức độ phổ biến của Grab. Động thái này thì đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc định vị Axie Infinity như là một thương hiệu về phong cách sống hay là nhấn mạnh quyền sở hữu cộng đồng của dự án. Ngoài ra thì Axie Infinity còn để ngỏ khả năng mở rộng sự hợp tác này sang các quốc gia Đông Nam Á khác trong bối cảnh Grab đang là ứng dụng đặt xe có hơn 180 triệu người dùng ở các nước như là Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia. Axie Infinity thì đã chuyển mình từ một trò chơi gamefi đầu ngành sang một hệ sinh thái gaming năng động. Sky Mavis, công ty đứng đằng sau Axie Infinity thì còn ươm mầm và ra mắt nhiều trò chơi khác nhau. Hay Ronin, blockchain chuyên dụng dành riêng cho hệ sinh thái gaming thì đang bức tốc với nhiều dự án game mới lạ, thu hút nhiều sự chú ý như là Pixels gần đây. Tất cả những hoạt động đó thì cho thấy nỗ lực đổi mới và cam kết phát triển lâu dài của Axie Infinity. Giá token AXS thì đã tăng hơn 12% trong vòng 24 giờ vừa qua, đang dao động quanh mốc là 7 đô la Mỹ. Ứng dụng Grab tại Singapore thì mới đây cũng đã thông báo hợp tác với đơn vị phát hành stablecoin USDC là Circle để thử nghiệm ví tiền mã hóa, hứa hẹn một tương lai đầy mở rộng cho thị trường Web3. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe qua 68TV cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!